Hôm nay Hương đi thăm Thủy. Hôm nay lễ tạ ơn. Ngày mai thì Hương lại phải nấu cơm quán không đồng, cho nên mai không có thể đi thăm Thủy được. Mà hôm qua đã là không đi thăm Thủy rồi, cho nên hôm nay Hương dành giờ chạy lẹ vô thăm Thủy rồi về đi lễ. Lễ 11 giờ. Thì hôm nọ Hương căm Thủy thì Thủy cứ nói cho Thủy cái phone. Mà Hương suy nghĩ lại, trên tay Thủy cầm cái phone của nhà thương. Mà tại sao Thủy cứ nói Hương cho Thủy cái phone? Mới đầu thì Hương tính cho Thủy, Hương nghĩ yeah, tại vì cái thời cơ cái phone mình có thể đi xin của nhà nước, cũng có đường dây, cũng gọi được đàng hoàng. Nhưng mà Hương suy nghĩ tại sao Thủy cứ cầm cái phone của nhà thương trong tay. Hương Thủy nói cho tôi cái phone thì Hương sợ là Thủy gọi người ta đem thuốc tới, đem khói tới cho Thủy bán. Nhưng mà Thủy không dám dùng cái phone của nhà thương, tại vì khi mà Thủy bị ngáo đá là nhà thương nó biết, nó sẽ coi trong cái đường dây có thử là Thủy gọi cái số phone nào thì nó lòi ra cái người đó. Cho nên Thủy không có dám dùng cái phone nhà thương. Thủy cứ nói cho tôi cái phone, cái nó nè cái phone này sao không gọi đi, bà nó không cho tôi cái phone. Cứ đòi cho cái phone. Mai mốt Thủy ra thì có thể Hương cho Thủy cái phone, tại vì cái phone mình đi xin nhà nước mà. Nếu mà Thủy cần thì gọi, chứ hôm nữa bị rớt rồi xuống dưới hố, xong không có ai hết, không có gọi được ai hết thì cũng khổ. Nhưng mà kèm cái mù mắt mà, trời ơi, cầm cái phone xuống cái hố sao gọi, mắt cũng vẫn là mù thôi. Mai mốt về mà có mắt thì mới cho cái phone. Còn bây giờ Hương không dám đem cái phone vô, Hương sợ có thể nào Thủy đang toan tính là gọi người đem khói vô cho Thủy. Cho nên Thủy không có dám đưa ra cái, không dám dùng cái phone nhà thương, cứ cầm cái phone nhà thương trong tay mà nói cho tôi cái phone. Cho nên Hương nói hôm nay Hương vô, Hương nói không có cái phone. Chứ Thủy cũng ghê lắm, Thủy cũng tính gạt Hương một lần rồi. Nó gọi chép đi, gọi thằng này nó có số phone nhà tôi nè. Giờ thằng chép chẳng biết số phone nhà Thủy, nó nói nó đâu biết gì đâu, nó chỉ là bạn của Thủy thôi. Xong rồi cho tới giờ này Thủy vẫn nói là tôi cảm thấy buồn, tại tôi không có cái quan hệ bình thường với lại gia đình. Không biết có chuyện gì hay bị mất liên lạc hay gì đó, hoặc có chuyện gì buồn. Cho nên là Thủy thấy buồn thấy cũng tội nghiệp. Thì hôm qua có một chị gọi phone cho Hương. Chị một chị khán giả, chị nói tôi coi kênh tôi có biết, thì tôi có biết số phone của gia đình Thủy, không biết là số phone của ai mới đưa cho Hương cái số phone này. Nói Hương là gọi đi, thấy nó tội nghiệp, nó muốn nói chuyện với gia đình đó. Thì hôm nay Hương vô là để Hương gọi phone cho Thủy để Thủy nói chuyện với gia đình. Nhưng mà chỉ gọi cho nói chuyện với gia đình thôi, rồi dùng cái phone của nhà thương gọi, hoặc là cái phone của Hương gọi rồi Hương đi về, chứ không có cho Thủy cái phone. Lỡ Thủy gọi ai đem khói vô cho Thủy ăn thì thôi chết luôn. Hôm qua Hương tới thì cái người mà ngồi canh á, bây giờ vẫn có người ngồi canh, hình như là không có thuốc thì lại quậy cái gì đó, cho nên vẫn có người ngồi canh. Cái Hương hỏi cái người ngồi canh là nói như thế nào, cái nó nói suốt ngày luôn, nó nói xong nó hát, mà hát tiếng tàu, cho nên là không biết hát cái gì hết á. Hôm qua sáng sớm là chạy xuống suối để đi coi người ta phát thức ăn này kia, xong hỏi thăm thử weekend này có phát đồ ăn nhiều hay không, nó bảo vẫn bình thường thôi, không có gì hết. Thì thôi thứ mai Hưng sẽ nấu phát, đáng lẽ phát chủ nhật, nhưng mà thằng heo nó muốn thứ bảy nó đi thì nó muốn phát cơm trước khi nó đi, phụ Hương một chút trước khi nó đi, thì là mai sẽ nấu thứ sáu phát bán cơm không đồng thứ sáu, xong thứ bảy thằng heo đi. Thì tuần sau nó đã về rồi. Tuần sau là ông chủ ngày ba ngày mùng 1 tháng 12 là ông chủ bắt đầu đi làm lại rồi, 30 ông chủ về thì 30 nó cũng về. Cho nên hôm nay Hương mới chạy đi Hương thăm Thủy để ngày mai Hương ở nhà Hương nấu cơm. Hôm qua là sáng là chạy đi ra thư viện để hỏi thăm về cái chuyện phát thức ăn này kia đó, Hương không nhớ. Nhưng mà Hương biết là Trang nhớ rất rõ nên Hương chạy ra hỏi Trang. Rồi Trang nó bận quá Hương cũng không hỏi, hỏi người này người kia. Xong cái là chạy đi về đi lượm hai cái pallet cho anh Tuấn. Tại anh Tuấn có lượm cây về làm, anh Tuấn nói anh Tuấn cột dây gì đó, anh Tuấn có bạt rồi mọi thứ. Nhưng mà không thấy anh Tuấn có cái miếng để làm ở dưới. Mình phải làm một miếng ở dưới mình nằm lên, chứ nếu không nằm sát dưới đất nó gập ghềnh mà nó lại mưa, mưa nó ướt, mưa nó chảy dưới đất mà. Cho nên Hương với Huỳnh đi lượm hai cái miếng pallet bằng nhựa ở trên, nó mịn tốt lắm, nằm êm lắm á. Cái là Hương với Huỳnh lượm hai miếng đem xuống cho anh Tuấn.
đem xuống cho anh Tuấn, mà anh Tuấn không có nhà, rồi giục đó, rồi hai chị em lại đi cắt tóc. Đi cắt tóc đến chiều mới về, cho nên cũng không có đi thăm Thủy. Thì sáng nay không tranh thủ chạy vô thăm Thủy trước, xong về đi lễ, xong rồi cái lần đi chợ, đi búa, chuẩn bị mọi thứ ngày mai đi bán cơm. Quên làm đá là chết luôn, ngày mai lại phải đi mua 15. Tuần vừa rồi mua nhiều hơn 15 đồng nha. Đầu tiên Hoành mua 2 bịch là 10 đồng, 5 đồng một bịch. Sau đó đến Capital là hết đá, lại phải đi mua đá nữa là hết 6 đồng mấy nữa. Trời ơi, đá mà mắc như vậy á, Hương sợ luôn á. Trời ơi, sao cái gì cũng mắc hết, ghê lắm. Hôm qua Hương ngồi Hương tính, tuần này không biết nấu món gì, Hương tính nấu bún riêu. Thì tính ra phải 200 đồng mới được đồ bún riêu, ghê không? Bún riêu đâu có gì ngon đâu mà mắc dữ người ta, tại sao biết không? Tại bún riêu nó có những cái đồ lĩnh kỉnh. Mình vẫn phải mua xương hầm để lấy nước ngọt. Rồi mình vẫn phải mua thịt bằm với tôm khô trộn lại để làm cái chảo chảo cua đó. Thì là thịt xương hết 50 đồng, tôm khô 25 đồng, thịt bằm 25 đồng. Là hết 100 đồng rồi. Trời ơi, xong rồi bún riêu nó có những cái món lĩnh kỉnh như là đậu hũ. Đậu hũ phải mua 25 đồng, huyết heo 25 đồng. Đậu hũ thì Hương nghĩ không cần 25 đồng, đậu hũ 12 đồng thôi, huyết heo 25 đồng. Thì còn 12 đồng kia thì mua được cà chua là hết 150. Xong rồi cái hũ mà để nấu bún riêu á là phải mua 3 hũ là hết 15 đồng nữa, là 165. 165. Rồi còn cái món gì cần phải mua nữa nè. Bún riêu nó lĩnh kỉnh lắm. Bún hay 30 đồng là thành 195. Bún thì có khán giả cho rồi, nhưng bình thường nếu mà không có bún mà Hương mua bún thô luôn á thì cái nồi bún của Hương chỉ có 150 thôi. Nếu mà khán giả cho bún rồi, Hương không mua bún thì cái nồi bún chỉ được 120 đồng thôi. Mà bây giờ nó phải tới 165 đồng là Hương thấy nhiều quá rồi. Thôi không thèm ăn món đó. Món đó lĩnh kỉnh quá. Lĩnh kỉnh là cái cà chua nè. Cà chua rồi đậu hũ rồi huyết heo. Mấy cái lĩnh kỉnh đó nó mất hết 50 mấy đồng. Cho nên thôi không nấu món đó. Hồi đó thì đi lượm được cà chua nhiều lắm. Hồi đó đi lượm quán, lượm rau không đồng, lượm được qua cà chua quá trời luôn. Nhưng mà lâu lắm rồi, 3 tháng nay rồi đâu có lượm được rau không đồng nữa. Tại hồi xưa là người ta để rau sạch sẽ cho mình tới mình lượm. Người ta để ở trong cái thùng đàng hoàng, để trong thùng rác nhưng mà vẫn còn nằm trong thùng giấy, thì mình tới mình bê đi luôn. Bây giờ họ lại tiết kiệm tiền, họ không để đồ ăn riêng với rau rác riêng nữa, họ giục đồ ăn chung với rau rác. Rác tùm lum hết, ai mà dám lượm về ăn. Rồi rau rồi đổ trộn với rác. Thôi Hương với Hoàng lâu lắm rồi tới một lần thấy họ. Bình thường thì họ có hai cái thùng rác, một cái thùng rác là đựng rác, còn một thùng rác thì đựng mấy cái rau bỏ đó đó. Thì Hương với Huỳnh mới lượm cái thùng rác. Sau này họ chỉ có một thùng rác thôi, rau với lại rác họ dục chung vô. Cho nên thôi sợ quá, nhìn thấy vậy là thôi không có lượm nữa, bỏ luôn rồi. Từ 3 tháng nay đâu có lượm được nữa. Mỗi lần mà Hương cần hầm nước ngọt thì Hương lại đi xin Hương xin rau của nhà nước, đi xin đồ cái bang. Nhà nước có một cái khoản thực phẩm phát, ai muốn lãnh thì lãnh, mình nghèo mình cứ tến mình lãnh. Thì là trong đó có cho gà, khoảng chừng một gói đùi gà 5 miếng, 4 miếng. Xong rồi có rất nhiều rau, Hương lấy ra rất nhiều cà rốt hầm ngọt lắm, với cho táo, trái lê, cái gì nhiều lắm. Thường lấy những món đó ra Hương hầm lấy nước ngọt. À hay là như vậy, hôm nay nhưng mà mai Hương nấu rồi, nếu mà Hương đi xin được cái rau đó thì về Hương lấy mấy cái rau đó Hương hầm để lấy nước ngọt thì mình không cần phải mua xương, tại nó cũng khá ngọt đó. Nhưng mà hôm nay Hương nhớ là phát ở chỗ nào, Hương nhớ là cái chỗ Hương thường đi lãnh là thứ bảy, mà nếu mà Hương muốn, Hương cần hôm nay thì Hương phải đi lãnh hôm nay. Mà hôm nay không biết chỗ nào phát ta.
mỗi một ngày có một nơi khác nhau Pháp, thì mình muốn lãnh mình phải đến đúng nơi đó. Hương không biết thứ năm là nơi nào để Hương tới Hương lãnh mấy cái rau đó. Nếu mà mình có rau đó, mình đem mình hầm, mình lấy nước ngọt rồi mình mua thịt với đậu hũ với cà rốt thôi thì mình khỏi mua xương, nhưng mà sợ nó không ngon. Cũng phải có xương nó mới ngọt nước kìa. Hay là mình mua như vậy, nhưng đậu hũ mỗi người một miếng thôi, huyết cũng mỗi người một miếng thôi thì ok. Thì là mình có thể đủ tiền một miếng đậu hũ để Hương nghĩ coi Hương cắt được bao nhiêu miếng. Miếng đậu hũ cắt ra làm đôi, ở đó Hương cắt được làm 4, làm 3, là 12, 24 miếng một miếng đậu hũ. Vậy là 24 miếng, thì Hương chỉ mua 3 miếng thôi là Hương đủ rồi. 3 miếng nó 7 đồng rưỡi. Vậy là Hương mua mỗi người một miếng đậu hũ, mỗi người cũng một miếng huyết thôi. Thì nồi huyết có 10 hũ huyết, một bình huyết có 12 đồng. 12 đồng với 7 đồng là 20, 7 đồng rưỡi là 20. 20 đồng tiền vừa huyết vừa đậu hũ. Rồi 15 đồng tiền cà chua là 35 đồng. 35 đồng thì Hương còn lại 100 đồng để Hương mua thịt bằm. Với lại cái gì? Heo, xương heo 50, thịt bằm 50. Ok, vậy thì được, để mai nấu bún riêu. I people hungry and they call to their mom, I hungry mom. And when there's a mom, don't even know she's so poor and he's so poor. It's not he's so poor. They did it to them like that. Can't call up and bring food. And can't see a girl, whatever it is they can afford for living with you guys. Especially Chinese, so shut the fuck up, Chinese. You like to boxing, kickboxing, right? So do I. Leave me alone, my goodness. Leave me alone. What's this? Who's it? Who's it? Okay, huh? Phone boy. Oh, trời ơi, làm gì thế ghê vậy ta? Làm tí giật mình vậy? Em ngồi em coi chị nói cái gì? Nói cái gì vậy? Nói gì đi. Thì ghê quá, tôi thấy rằng cái thằng này nó mặc giải quá, tôi không hiểu tại sao nó ăn thằng hợp. Nào? Giống như mẹ cái thằng mới giải rồi. Cái thằng mà ai cũng cần thiết cho nên cũng như thằng mà thằng. Trời ơi, nó tầm bậy. Không, tôi nói thiệt chứ. Thằng nhỏ, thằng cặc gì cũng vậy. Nó là cặc rồi. Ây dạ, nó lớn lên là nó sẽ khác hơn hết. Nó cặc nó còn nhỏ thôi chứ nó lớn lên chắc nó chết mẹ nó luôn á. Chị Thủy. Bà già đánh nó chết mẹ nó chứ sao, thứ con gì. Bây giờ nè, quan trọng. Em đăng video của chị ở trên YouTube đó. Ừ. Cái là có người gọi phone cho em, cho em số phone của gia đình chị. Có hả? Có. Đã gì rồi sao nữa? Rồi thì bây giờ em gọi nè, cho chị nói chuyện nha. Ừ. Mừng không? Được, dạ. Yeah. Thấy không? Mình đăng video lên đó là có người liên lạc mình. Ừ. Trời ơi, bà này ngầu bao. Bà ngầu. Này ngầu bà kia đó. Ừ, ngầu không? Mà bà kia có địch má chức quyền cao đó. Bà cái chết quá là lạnh không biết bao nhiêu tiền á. Bà nào? Cái bà hạnh gì đó. Bà gì đó, bà đó bà cũng như là hơn cái bà ngồi ở trên TV mà trước Nu á, Avenu á. Hơn bà đó luôn. Hơn luôn. Sao Thủy biết? Tôi biết cái cuốn sách đó về chiếc quần cost of fire. Rồi bây giờ gọi nha. Tôi biết chứ. Bây giờ gọi nè, im chừng nào nó rang lên cái mình nói nha. Bà chỉ nói làm bậy được má hai bà đồng thôi. Từ từ có người trả lời cái là mình nói chuyện nha. Ừ. Mà trời ơi, tại mình tốt gia đình quá, mình chia rẽ ra nhiều quá, hiểu không? Cực khổ nữa, bởi vì tôi mới tức, tôi mới ra mặt tôi nói đổ má, giờ mấy ông cha tôi hả? Mà muốn gì tôi?
Tôi không có gì đó, cái này chứ quyền có nha. Đừng nói chuyện bà làm vậy tên tôi nữa, tôi không có cần tiếng nói ông trời. Không có trả lời. Chắc có chưa gọi thử gần nữa. Đang bệnh chút nữa đi, chút nữa nha. 5 phút nữa gọi lại nha. Ừ. Mừng không? Nghe có số phone gia đình mừng yeah, không? Dạ, mừng. Ở đâu tìm ra vậy? Có một người khán giả họ coi video em để cho chị ở trên YouTube á. Ờ. Cái là họ gọi đến, họ nói họ biết gia đình chị, cho số phone. Ừ. Mà tên gì? Chị này, chị tên gì chị không có nói. Mà chị cho số phone của ai chị cũng không có nói luôn. Mà chị nói là gia đình của Thủy á. Chị nói là chị ở địa bàn nào không? Không, chị ở đâu không biết nữa. Mà chị bảo chị coi video của Thủy, chị biết Thủy, biết gia đình Thủy luôn. Cái chị cho số phone. Rồi giờ mới nhận thế này, hồi nào vậy? Nhận hôm qua ha. Trả gì chung qua rồi. Ừ, hôm qua có người gọi. Ồ, mừng đến nỗi gì luôn. Mừng không? Tôi nè, tôi mừng chứ. Mừng ha. Wow. Ừ, có điện thoại có số nhà không? Không, cho địa chỉ, cho số phone thôi. Mình nói chuyện rồi mình mới hỏi số nhà sau. Ok. Để em viết cái địa chỉ ra đây cho chị nè. Cái số phone ra đây cho chị nè. Lúc nào muốn gọi gia đình là nhờ gọi y tá vô đưa số phone. Nói nó gọi cho tao nha. Để trong cổng chưa? Chưa, bây giờ em viết ra giấy nè, có cái phone nó có số nè. Cái là y tá nó vô nó gọi cho. Gọi điện thoại của chị mua cho tôi chưa? Thôi, không có lấy cái đó, lấy cái đó gọi ai? Không, mình bấm vô trống. Không, mình nằm ở đây, mình có cái số phone này, thì mình dùng cái phone này luôn. Trời ơi, đúng rồi, lấy cái phone làm gì? Có gì bậy bạ phải không? Không, mình bà bấm vô trống có gì. Ngày nào em cũng tới hết mà em viết tờ giấy em để ở đây nè, rồi giờ gọi nữa thôi. Hey, bận rồi. Ok, chắc bận rồi. Mừng không? Vậy giữ số điện thoại đi, có gì gọi. Tại vì tôi có điện thoại tôi mới gọi được ở dài gia đình đúng không? Đủ má cho nó nói chuyện làm chắc vậy. Gia đình mày hả? Ở với ai nè? Chị với ai á? Không. Đủ má đủ quỷ nó nhắc tôi. Nó nhắc tôi hả? Hút mà tới nỗi bây giờ tôi bị tới nỗi gì luôn á. Chị ăn hút mà tôi bị bệnh hoạn tới nỗi vô nhà thương, tôi cũng không biết tôi làm gì nữa kìa. Còn biết là tại mình hút cho nên bị vậy nữa. Không hút, chân hút tôi không biết phải không, nhưng mà tôi thấy cũng hơi tội nghiệp quá. Cái bây giờ ví dụ mà hút mà tới bệnh vậy, mai mốt tới còn hút nữa không? Còn hút nữa không? Không, tôi không hút nữa. Tôi nói ví dụ mà bác sĩ khám mắt tôi á, chị có biết thời chừng nào làm mắt tôi đâu? 1 tháng 12. 1/1 hả? 1 tháng 12. Ồ, đầu tháng hả? The first of December. Đầu tháng. Đầu tháng mới đủ mắt con đĩ lùng má mày. Chết. Hút tới nỗi chửi tầm bậy luôn rồi. Đầu tháng 12 hả? Nó biết với nên làm gì không? Nó sửa cái mắt lại. Cho mình sửa lại hai cái luôn hả? Sửa 1-2 cái. Sửa hai cái mà không biết bảo chừng nào mới xong ha. Bây giờ nó sửa một cái mà mình thấy đường rồi thì mình đâu có cần, mình đi về mình đi chơi mình sống bình thường thôi. Rồi chừng nào nó kêu sửa cái nữa thì mình vô mình sửa cái nữa. Ồ, trời ơi, sửa từ cái thì cái vậy đó hả? Muốn chị sửa mẹ. Hai cái luôn hả? Để chị nói nó. Rồi sửa một cái trước đi. Sửa một cái trước đi. Mà tôi muốn biết chừng nào thôi. The first of December. Shut the fuck up. Nhưng hết bị cắn à. Grab that and take out.
And what? And what you did? Put it back. Cái này tôi không phải nói nghe, tôi xin lỗi cô chị Linh á, cái cô gì. Tôi với bà Hoàng hậu rất là lão buồn cái chuyện này nữa, không phải tại tôi với Hoàng hậu mà chị thấy nhìn tôi vậy. Không, chị chưa biết đâu, chị bà Hoàng hậu, chị chưa biết, bà là người Nam mà. Con đỉ bắt đó, nó làm bà đến nỗi vậy đó. Chị hiểu không? Hiểu. Mà cái bà bắt rồi. Bà bắt đâu không biết nữa. Mà tôi chửi vậy là biết rồi, tôi không phải là nói là con người tôi ăn nói chuyện bậy gì đâu. Mà tôi chửi bả vậy là biết rồi, tôi không phải có chức quyền để chửi đâu. Nhưng mà lên tiếng vậy mà nó làm rồi, sao không? Làm cho chị Thủy chứ tôi còn bé lắm, tôi còn bé nói chuyện bình thường, nó không ra gì hết đó. Nhưng mà tôi ít có nói chuyện lắm, nhưng mà đi chơi bình thường thôi, cũng đủ nói chuyện rồi, đâu có gì đâu nói chuyện đâu. Cái đó cũng gia đình của mấy người vậy đó, làm gì có chức quyền nói chuyện mấy này để lên tiếng dữ vậy, chị hiểu không? Đó gặp gỡ cũng khó khăn lắm, bởi vì nó không phải bình thường đâu, chứ gặp tôi ngoài chê bai tôi liền á. Vậy hả? Dạ, yeah. Không có mẹ gì đâu. Ừ. Không có chê bai sợ đè tôi đụ không nào không hay nữa, còn giết chết tôi không chừng. Đâu phải nói tầm thường được, con người là nó sức mạnh bảo vệ cho nó đến nỗi vậy là năm 1, 2, 3 tuổi cũng vậy. Cái đó con người không phải tệ, cái đó có kẻ gì hụ dỗ con người đến nỗi khủng hoảng mà giống như con thật sự luôn á. Con trắng nè, chị đang nhìn con trắng nè. Ờ. Ở đây hụ dỗ vụ chưa gia đình nè. Nhưng mà chị Thủy với bà Hoàng hậu có cái chuyện gì? À, gì vậy? Không Thủy có gì, tôi thấy là tôi nghiệp bà thôi. Tôi thấy tội nghiệp bà, chỉ khi tôi bước ra nhà, cái đang thở con đó là của tôi đó hồi xưa, mà bà còn dám cả láo cá lên mặt tôi mới sợ cho vua. Sợ thấy bà ác quá, bà nghĩ tới là vua chỗ nào đó, hiểu không, chị không? Hiểu rồi. Nhưng mà vợ chồng mà nói gì mà tụi mày không chưa quên á, mở miệng thú quốc chứ. Ừ, nó ghê quá. Ừ, cái miệng nói chuyện Trung Quốc bởi bà mới bị vậy đó nè, chạy xung quanh nè, xung quanh đó. Tôi nói bà, tôi nói chuyện với gì vậy, tôi nói tới chuyện với gì đó, chị nói chuyện chị vậy nè, không phải luôn. Chịu nghe ghê à, cười được chút xíu vậy thôi cũng đang phải luôn thiệt. Cái con người nó lạ gì, em thì không biết chị nghĩ sao chứ em là không có gì hết luôn. Mà lý chỉ trao trả được cho hiểu được một cái lòng dạ mình có thật sự không ngửi kìa chị. Để mình mạnh lên để mình giúp cho tôi giúp được hết á. Mấy Mỹ trắng này á, mấy điện tử mấy gì bất cứ ai mấy lòng không có là lợi tôi đó. Ý là đủ không lợi tôi á. Trời ghê vậy. Chị hiểu không? Nếu nhầm gì tới tao luôn á, tao bành mày à. Mày tưởng mày là ai vậy? Bây giờ em phải chạy về rồi. Bây giờ em viết số phone này lại đây nè. Rồi chị chút nữa chị nói y tá gọi phone cho chị nha. Gọi giùm hả? Gọi giùm y tá nè, để em dặn con nhỏ này chút nó gọi phone cho chị. Yeah, đúng rồi. Này y tá mà. Bà ghi đi. Giờ em viết số phone xuống. Em phải chạy về. Trời, nãy tôi hết hồn, tôi tưởng điện thoại gì kì vậy. Trời ơi, điện thoại gì lòi hả chị, thấy kỳ vậy. Trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi. Nãy kia, chắc mấy người kia, tôi kêu bà nơi dẫn tôi đi vòng vòng chơi. Có không? Chút đi. Bà nơi á. Bà nơi sao hả? Dẫn đi, mình đi vòng vòng ngoài. Không phải ngoài trong. Bây giờ chú lại đưa cái này cho y tá. Để chị đưa em dặn nó, em đưa nó, em dặn nó nha. Chú lưu xương chú luôn thân và thử thân. Cô cho chân chú làm bàn. Em dặn nó, chú nó gọi phone cho chị nha. Giờ em phải chạy về. Cô nay em bận quá, em chạy vô chút xíu. Ok. Em yên tâm thôi. Ôi cha, cái bánh bía đâu rồi trời. Trời ơi, để quên ngồi xe rồi.
Dạ yeah. Mà bữa có đi ra là ai là rút tôi vậy? Chị là tôi động tôi quyết định không rồi. Bác sĩ nó gọi em tới chứ chị không thấy đường mà sao đâu có được đi đâu nó gọi em. Nếu nó gọi tôi nó làm mất thì phải thấy đường chứ. Đúng rồi nó xong rồi nhưng mà em cũng tới em đón chị về cái chuyện sao chị rồi, chứ đâu, nhỏ nhưng rồi. Mà chị đi làm sao về tới nhà thì không sao có con lồn đó nó chơi có nào đâu cái thằng mà chị nói chép á. Ồ chép à ok nó có ở mình là có gì chị thấy nó được được ừ. Ok rồi để em dặn con nhỏ này nha. Okay. Hi, I'm going to call this number for her to talk to the her acquaintance. But they didn't answer the phone. Well, after about 15 minutes, could you please help call the phone so they can talk? I will try to call the operator because it works only 408 with this phone. Okay. Thank you. Hồi nào rồi thôi bây giờ em đi về nhé. Lưu phạm chỉ có lịch sử của nó là em biết rồi thôi em về nha. Cái thằng Long của Hương bữa nay quá trời trái chưa? Chị của Hương của em chứ của chị đâu chị bỏ anh kia kìa chị bỏ trên mái nhà chị quay kìa được để đây thấy chưa. Mình chưa hái, mình để cho nó chín hết rồi quay phim đàng hoàng rồi mới hái. Lụm về. Bây giờ thấy nó đỏ nguyên cây chưa? Bữa giờ chưa có hái nha. Nó là lụm. À. Đây người ta dùng rác lụm. Cho nó đẹp hết rồi mới hái. Cây này là dùng rác rồi nghe, lụm ra đem về để ra được mày hái chứ mới chụp trái. Cái này là Huỳnh đi làm, người ta trồng hình như người ta đợi lâu quá không thấy trái người ta đem thùng rác người ta dục. Với Huỳnh khê mà nhà cái trồng cái qua hôm nay cái nó rầm rầm lên. Năm nay là năm thứ 3 nó có trái đó. Năm đầu tiên 3 trái, năm thứ nhì 11 trái, năm này 17 trái. 2-3 bốn trái luôn. Bố chị ăn nữa chứ. Bố chị không biết có thể em vặn nó chứ không phải em cắt vậy đâu. Em vặn á. Cái bự này nè, vặn trái bự này đi. Cái bự chưa chín mà. Chưa hả? Thôi thì vặn trái đó đi. Nhiều dễ mới là chín rồi nè. Ừ. Nó trái nhỏ vậy. Cái cành đó năm ngoái nó 2 trái, năm nay nó 3 trái rồi em. Sang năm không biết nó ra nữa không. Cái cành đó nhiều trái vậy sợ chưa? Hai cái nốt đen ở trên là năm ngoái nó ra đó. Một trái. Đường một trái rồi nè. Hai ba. Mấy trái bự đó, mấy trái sao nó mới trái. Cái trái đó chưa chín luôn, trái này nè. Trái này nè. Đó. Sao mấy trái bự kia, mấy trái bự kia coi kìa. Ừ, mấy trái trong đó bự lắm. Trời ơi, được 17 trái nữa. Để mấy quay phim đàng hoàng. Mấy nhánh nó bự rồi. Ô, cái kia chưa xanh, chưa đỏ, vẫn còn xanh. Nó đang lớn á. Ờ, có thằng Long ăn rồi nè. Rồi. Con trái chị Đức Ando đi thăm con nữa rồi không được ăn đại hội. Ôi trái đó nhỏ xí, trái này nè bơ hình trái đó chín nổ rồi, chín rồi hái đi. Hái hả? Ok hái đi đó, còn nhiều lắm. Hai trái trong cây bự lắm Huỳnh, hai trái trong cây bự mà sao không hái. Hai trái này nhỏ xíu à, hai trái này nó bự rồi. Trái này bự mấy trái. Hai thôi hái, hái trái lớn cái cành đó đi. Thế nào cái cành đó đó, hai trái lớn nó trong chồng đó. Em đi lối này vô. Lối này vô được chứ. Có chừng nó đâm á. Em ngồi xuống với em đi kiểu gì hình. Đó, hai trái đó đó. Ồ, ăn hết một hơi luôn. Ăn nhiều quá, ăn nhiều quá. Ờ. Rồi đi chị. Hai trái đó luôn, bự quá. 17 trái nha, bữa nay hái là 4, 5, 6 trái. Rồi được rồi. Còn mấy trái này để đợt 2, phải đợi đợt 2. Hai trái đó chưa chín nó còn xanh. Cây bên này thì được 17 trái, cây này là được có 3 trái. Cây này lần đầu tiên ra trái mà có 3 trái. Cây đó nó ra trái sẽ bự lắm, tại cái nhánh nó bự vậy thấy bự. Ờ. Mấy trái này nó bự dữ vậy. Ờ, trái nó bự dữ sợ ha. À, trái này bữa nào nó chín đã. Thì coi trái này cũng. Ôi cha, trái đó cũng bự ghê vậy đó. À. Mà nó còn xăng. Tự nhiên lụm rác về cái được. Ở đây có một trái nữa nè. Thế rồi. Nhỏ. Trái này bự lắm nè. Rồi. Rồi phân nó sẽ phải mua cát cái phân về trồng lên đổ vô. Ừ. Cát biển á. Ừ. Hai trái kia cũng bự vậy. Ừ, hai trái bự mà còn xăng. Cây bên này có 3 trái à, ăn một trái rồi còn 2 trái sang lầy à. Thôi trái đó cho. Hái luôn không? Hái luôn đi. Hái luôn. Vậy là hái tất cả 8 trái. Ừ, có một trái bự à, còn 7 trái nhỏ không à. Đi đây rồi. Ừ.
Huỳnh đòi rọi vô hát chết thằng Long. Rồi đem vô. Tự nhiên á mà theo. Đâu có giờ cấy tháng 5 đâu, lần đầu tiên cấy tự nhiên được. Phải rồi, phải rồi. Được 8 trái để trên chuồng gà, để trên chuồng chim. Rồi chị đi chị lo chim.